Một siêu phẩm đốt mỡ gây chấn động toàn cầu, công nghệ Maxin Nanomax đã có mặt tại viện thẩm mỹ Korea. Liệu pháp hủy mỡ thần tốc bất chấp một loại mỡ cơ địa mang đến hiệu quả giảm cân và giảm sẹo phi thường, giảm triệt để tới 90% mỡ thừa cho một lần thực hiện duy nhất, có thể giảm từ 10g đến 40kg. Công nghệ Maxin Nanomax của cách mạng giảm béo không phẫu thuật, không xâm lấn, không nghỉ dưỡng là kết quả nghiên cứu của hơn 20 nhà khoa học đến từ Hàn Quốc và Hoa Kỳ, tức Thụy Sĩ. Sau 5 năm thử nghiệm thành công trên 1.000 ca béo phì, mỡ nội tạng và mỡ lâu năm, công nghệ này đã có mặt tại hàng trăm bệnh viện lớn uy tín trên toàn thế giới. Tôi là người trực tiếp điều trị cho hàng nghìn phụ nữ trên toàn thế giới mắc phải các vấn đề liên quan đến mỡ thừa. Đây là công việc mà tôi rất yêu thích. Nhờ công nghệ giảm mỡ kỳ diệu này, tôi đã mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Họ khoe với tôi về việc sức khỏe của họ được cải thiện sau khi giảm mỡ và họ đã thực hiện được ao ước khi lần đầu tiên mặc vừa một chiếc đầm size S. Tập đoàn dược mỹ phẩm Hyundai Meditech, một trong năm tập đoàn dược mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc, đã lựa chọn viện thẩm mỹ Korea để chuyển giao độc quyền công nghệ Maxin Nanomax trên toàn châu Á. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực giảm béo tại thị trường Việt Nam. Viện thẩm mỹ Korea là một trong số ít đối tác của chúng tôi tại châu Á. Để chuyển giao bất kỳ công nghệ giảm béo cho trung tâm nào, chúng tôi đều đòi hỏi quy trình giám sát và quản lý chất lượng chặt chẽ. Bên cạnh cơ sở vật chất, đội ngũ bác sĩ phải đạt chuẩn. Và khách hàng không phải đi bất kỳ đâu trên thế giới như Hoa Kỳ, Thụy Sĩ hay gần nhất là Hàn Quốc để thay đổi vóc dáng. Giờ đây, viện thẩm mỹ Korea hoàn toàn làm được điều đấy với công nghệ Maxin Nanomax. Công nghệ Maxin Nanomax được các nhà khoa học, giáo sư, bác sĩ đánh giá là thế hệ đốt mỡ cải tiến vượt trội nhất hiện nay, hiệu quả gấp 10 lần phương pháp tác động tinh chất thông thường. Liệu pháp giảm béo kiến tạo đường cong chuẩn mực. Công nghệ Nanomax với 93% thành phần đốt mỡ cô đặc hoàn toàn tự nhiên qua quy trình xử lý phức tạp do FDA Hoa Kỳ và chính phủ Hàn Quốc giám sát, bảo trợ, chứng nhận an toàn, chiết xuất từ hơn 100 loại trái cây nhiệt đới, nấm minh chi đỏ, trồng trên hòn đảo núi lửa thanh sạch nhất Nhật Bản, gấp 2 lần thành phần DNA cá hồi cùng 20 loại hoa cúc Tây Tạng và hàng trăm thành phần dưỡng chất quan trọng khác. Các sinh chất này sau khi được đẩy sâu vào các lớp mỡ cứng, tại đây mọi liên kết mồ mỡ bị truy lùng, bao vây và bẻ gãy hoàn toàn. Mỡ hóa lỏng và đẩy ra ngoài qua hệ bài tiết và tiêu hóa. Mỡ được tiêu hủy toàn diện, không hồi phát, đảm bảo hiệu quả tức thì và lâu dài. Đồng thời, DNA cá hồi cô đặc sẽ kích thích tăng sinh tế bào biểu bì để làm dày, làm săn vùng da điều trị, trẻ hóa da ở cấp tế bào nên vùng da sau mất mỡ vẫn đạt được độ săn chắc mềm mại cực kỳ tự nhiên. Một thân hình đẹp quyến rũ là điều mà mọi phụ nữ đều hướng tới và chúng tôi sẽ giúp bạn sở hữu điều đấy chỉ sau 1 giờ thực hiện. Ngoài khả năng giảm cân, giảm cm hiệu quả, công nghệ này còn giúp khách hàng cao tuổi được sống thêm một lần thanh xuân nhờ cải thiện được các bệnh lý do mỡ gây ra như máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, xương khớp, tiểu đường hay huyết áp. Chất lượng 10 năm giảm béo cho hơn 15.000 khách hàng, trong đó có hơn 9.000 khách hàng cao tuổi. Viện thẩm mỹ Korea cam kết chỉ thực hiện tinh chất chính hãng được các tổ chức uy tín công nhận và được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép, cũng như máy móc đạt yêu cầu chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia, nhân viên nhiệt tình chú đáo cùng cơ sở vật chất đạt chuẩn 5 sao sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm làm đẹp thư thái và hiệu quả. Viện thẩm mỹ Korea, chúng tôi đề cao chữ tâm, chữ tín và trân trọng sức khỏe tiền bạc của khách hàng. Hà Nội, tòa nhà 99 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại 02466 632 689. Thành phố Hồ Chí Minh, số 1 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1. Điện thoại 02822 508 989. Chứng chỉ hành nghề số 9284-BIT-CCHN, ngày cấp 9/11/2013. Hotline 0911 859999, 0934 958989. Tổng đài 1900 0361.